Đầu tiên đó thì đi 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 trả lời cái câu hỏi của chị ấy, thì em muốn làm rõ câu chuyện đó là chị là một người ngoài ngành tài chính, bản thân chị là gốc là người làm bất động sản là chủ yếu, thì Đúng tham rồi. gia bây giờ có nhu cầu tham gia lĩnh vực tài chính, thì điều đầu Đúng tiên rồi. chị hỏi em là lại hỏi đến một cái thứ mà nó khá là phức tạp ở chỗ, tức là thực sự thì cái thứ đó là cái thứ mà chị nhìn thấy hàng ngày nên chị hỏi là cũng đúng thôi, bởi vì Đúng rồi. chị đi máy bay của nó, nhưng mà có một cái điều là vấn đề là cái cổ phiếu đó thì nó lại chưa có lên sàn. Chưa lên sàn nhưng mà chị thấy mọi người như là mua được rồi thì phải. Nó giao dịch ở ngoài sàn hiện nay thì gần như là nó giao dịch ở cái sàn OTC, tức là giao dịch qua gọi là trao tay giống như bất động sản đấy, là người này mua rồi ký một cái hợp đồng bán với người khác giống y chang bất động sản thôi. Tính chất của nó thì tương tự như kiểu là ký hợp đồng công chứng các thứ linh tinh mua cổ phần, nhưng mà là cổ phần chưa có niêm yết đấy. Chị phải hiểu được cái đầu tiên nó là cái về mặt pháp lý, về mặt nguyên nó cũng không phải hợp đồng đặt cọc nữa, mà là công ty này thì họ đã cổ phần hóa và họ đã phát hành cái cổ gọi là cổ phiếu để họ có thể giao dịch với nhà đầu tư có nhu cầu muốn mua, và họ cũng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng cái câu chuyện đó, thậm chí như là ông Quyết ông còn 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 công bố đến cái câu chuyện, tức là một cái chi nhánh của BIDV nào đó, hình như không nhầm thì cái câu chuyện riêng này hình như là có người nhà của anh ấy là giám đốc của cái chi nhánh đó, thì bảo là cứ mua đi rồi sẽ tăng gấp đôi ấy, ví dụ thế, đại loại đấy, tức là họ họ không giấu họ không giấu cái câu chuyện họ bán, và họ cũng công khai chứ không phải là vấn đề là bị pháp lý gì cả. Tuy vậy thì phải hiểu được rằng là khi mà cổ phiếu nó chưa lên sàn thì cái tính thanh khoản của nó là không cao, và muốn bán ngay là cũng không được bởi vì phải đi tìm được người mua lại, ví dụ thế, nếu như chị có nhu cầu mua vào. Đó là điều đầu tiên là phải hiểu được cơ bản, nó là đang giao dịch ở ngoài OTC. OTC nó nôm na là nó giống như giao dịch bất động sản, mà phải mua giấy giấy tờ pháp lý với nhau bằng bằng việc là người mua phải tìm được người bán phải tìm được người mua. Rồi, đó là câu chuyện thứ nhất về cái Bamboo Airways. Thực ra cái Bamboo Airways thì ai đã từng đi qua một lần về cái hãng hàng không này thì cũng được được cho một cái đánh giá khá là tích cực ở góc độ, tức là cái dịch vụ của họ là khá tốt, với cái câu chuyện là họ mới mở ra sau so với lại Jetstar, Vietjet và Vietnam Airlines. Hiện nay Việt Nam mình thì chủ chốt chốt là Vietnam Airlines, thì để em đã đánh giá tổng quan về cái ngành hàng không để cho chị nắm. Thứ nhất là Đúng về rồi. cái câu chuyện đó là cái ngành hàng không á, thì xưa đến nay chúng ta biết đến Vietnam Airlines. Tuy vậy thì là Jetstar là công ty con của Vietnam Airlines và nó phục vụ cái gọi là cái phân khúc giá rẻ để cạnh tranh với Vietjet. Vì vậy nên là Vietnam Airlines thì bao gồm là hãng hàng không quốc gia Việt Nam cộng với lại cái Jetstar. Còn một cái hãng hàng không giá rẻ gần đây thì ai cũng biết đến, đó là Vietjet của chị Thảo mà các cô hàng không mà mặc quần quần đùi đấy. Đó là Vietjet. Rồi đó là Vietjet của chị Thảo, và nó đi vào cái phân khúc gọi là hàng không giá rẻ. Nên rõ ràng cái câu chuyện giá rẻ thì đương nhiên nó sẽ có những vấn đề liên quan tới delay, liên quan tới những cái trục trặc liên quan đấy. Cái về và tức là mình chấp nhận là trả cái giá thành thấp thì đương nhiên mình phải trả chi phí thời gian cao. Và ngược lại là nếu như chị muốn trả chi phí thời gian thấp thì mua Vietnam Airlines thì là giá thành nó cao. Câu chuyện đó là câu chuyện mình không bàn nữa. Thì gần đây thì Bộ Giao thông Vận tải có cấp thêm cho một số đơn vị được cấp phép để làm hàng không, bao gồm có là một công ty du lịch được cấp phép trên là một, hai nữa là chỗ anh Quyết là hai, ba nữa Chị là là Việt đấy anh á? anh thì là Bamboo Airways là che Việt đấy chị. À rồi. Rồi nó là của anh Quyết, còn một cái nữa là của anh Vượng cũng được cấp phép rồi. Rồi. Anh Vượng vậy là cấp phép thêm 3 hoặc 4 gì đấy em không nhớ chính xác lắm, nhưng mà là nó Bộ Giao thông Vận tải được cấp phép thêm khoảng 4 hãng hàng không mới nữa. Nhưng hiện nay thì phát triển nhanh và đi vào hoạt động ngay đó là có Bamboo Airways thôi. Còn hiện nay thì một cái công ty du lịch ấy, họ cũng phát triển, họ cũng xin được cấp phép rồi. Nhưng mà vì là họ chủ yếu là mục tiêu là phục vụ cái khách của tour du lịch của họ nên là cũng đang rục dịch để làm thôi chứ chưa làm. Còn chỗ anh Vượng thì sớm muộn thì cũng sẽ làm. Vì vậy thì hàng không của Việt Nam mình thì gần như là trước nay thì là vẫn là ở mang tính chất nói độc quyền thì không phải, nhưng mà cũng gần như là như thế. Mới chỉ năm 2017 đến nay thì có thêm chị Thảo, Vietjet, và gần đây thì có anh Quyết. Thì câu chuyện của ngành hàng không thì
Thì tại sao người ta lại làm hàng không? Đặt ra câu hỏi đấy cũng hay. Và chị hỏi một cái câu hỏi mà khi mà từ người ngoại đạo là bất động sản mà vào tài chính mà hỏi ngay đến ngành hàng không thì là nó rất là đúng và rất là trúng luôn. Là bởi vì thế này, các chị có góc nhìn về mặt chiến lược, tức là du lịch và cái việc mà du lịch của Việt Nam mình tăng trưởng khá là tốt trong những năm gần đây, và khuynh hướng tương lai là sẽ tăng trưởng đều ở cái tốc độ khá là cao. Cộng với việc khi du lịch tăng trưởng như vậy thì cái vận tải hàng không nó cũng tăng trưởng gọi là tương xứng. Nên là ngon thì người ta mới đổ xô đi làm, chứ còn nếu không ngon thì chả ai xin mở hàng không làm gì. Bởi vì cái câu chuyện mà cái đầu tư ngành hàng không và đầu tư về cái tài sản cố định cũng như là cái đầu tư chi phí cố định rất là lớn, đúng không nào? Bởi vì Đúng. phải mua máy bay, phải phải đầu tư cả một cái hệ thống bộ máy, vừa là liên quan đến cái công tác vận hành của ngành hàng không là rất lớn, chi phí rất cao. Và câu chuyện đó là câu chuyện thực ra có nhiều người gọi là muốn cũng không làm được, và đôi khi là nếu như không ngon, không thơm, không có biên lợi nhuận tốt, không có cái dư địa tăng trưởng phát triển trong 10 đến 15 năm tới thì chả có ai xin phép làm gì. Nên là cái câu chuyện Đúng. từ cái góc nhìn đó này thì chị sẽ thấy được những cái thứ em không mặc định đánh giá là tốt hay xấu, em chỉ nói cái tổng quan để cho chị nghe hiểu thế thôi. Đó là cái Rồi. câu chuyện về ngành hàng không. Còn câu chuyện của Bamboo Airways thì nó thiên về thêm, ngoài ra cái câu chuyện của ngành thì nó thêm một câu chuyện, đó là họ mới, họ là người gọi là mới tham gia nhập ngành. Thì cái câu chuyện đương nhiên thì phần lớn các cái sản phẩm mới thì chị đều thấy là nó thường là hay tốt, thường là phải tốt. Bởi vì không tốt thì mới ra lò mà đã ăn đã thấy chua rồi thì ai người ta ăn nữa, đúng không? Đấy, đó là góc nhìn một cách rất giản đơn về bất kỳ một cái sản phẩm nào đó trong cái xã hội này, đúng không ạ? Rồi. Rồi thì cái câu chuyện nó tốt là đương nhiên. Vấn đề là nó tốt và nó phát triển như nào từ cái tốt đó thôi. Và cái việc là ở bên trong cái câu chuyện mình là nhà đầu tư, mình có nhu cầu muốn để đầu tư vào đó, thì cái tốt của nó không có nghĩa rằng là chị đầu tư tốt. Vấn đề là ở chỗ là anh tốt với khách hàng thì đồng nghĩa với câu chuyện anh sẽ ít tốt hơn đối với doanh nghiệp của anh. Và đương nhiên khi anh ít tốt hơn với doanh nghiệp của anh thì anh sẽ rất rất ít tốt so với nhà đầu tư. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì đương nhiên anh tốt với khách hàng, tức là chi phí thấp mà chất lượng dịch vụ cao, thì đương nhiên biên lợi nhuận của anh sẽ không lớn được. Và đặc biệt chắc những người mới tham gia thì chẳng có biên lợi nhuận đâu, đúng không nào? Không có biên lợi nhuận thì đương nhiên là nhà đầu tư thì chưa đến lượt, đầu tiên là phải đến nhân viên của họ đã, ban lãnh đạo điều hành đã, chứ mắc gì đến nhà đầu tư. Tất nhiên thì vì người ta kỳ vọng về một cái tương lai quá là tươi sáng về câu chuyện này, nên họ đang đang có vẻ một phần nào đó hơi rối lòng trong cái câu chuyện đó, là kỳ vọng hơi quá quá mức. Điều thứ hai nữa là bởi vì phần lớn nhà đầu tư thì kỳ vọng vào chính cái người điều hành là CEO và những lời cam kết của anh Quyết. Nhưng mà nói thẳng quan điểm ra là những cam kết của anh Quyết là không đáng tin. Lý do là bởi vì đã có những cái tiền lệ trước đó rồi, chứ không phải không. Từ Faros, FLC, Fit, rồi những cái doanh nghiệp anh đã đi viết trên sàn thì anh đã cam kết này cam kết kia, nhưng mà gần như là gọi là không thực hiện được. Cộng với câu chuyện đó là rất nhiều những vấn đề XXII nào đó không tiện nói ra trong cái câu chuyện là quá trình làm ăn kinh doanh của cái chuỗi hệ thống của cái tập đoàn FLC, tập đoàn bất động sản nghỉ dưỡng của anh ấy, thì cũng nhiều vấn đề lắm. Nói chung là cũng kiện cáo tình tùm lum, nợ nước này kia rồi đủ thứ các loại, thì cũng không 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 phê bình, không chỉ trích ai cả. Nhưng vấn đề là mình hiểu để mình đầu tư cho nó đúng và nó trúng thôi. Thì cái câu chuyện này nếu thực sự mà đã yêu thích ngành hàng không thì giữa câu chuyện nếu không có nhu cầu đánh bạc, tức là ở đây câu chuyện khi mà nghe tin vào cái cam kết thì đôi khi nó cũng là thành sự thật, nó không phải không. Ngày xưa Faros khi mà lên sàn kéo từ giá 16.000 mà lên đến tận gần 300.000 chứ đâu có ít. Đó là cái câu chuyện Đúng kéo rồi. giá đầu cơ đánh bạc, cái đó em không bàn, em không chia sẻ chuyện đó. Chuyện đó là chuyện ngoài lề, giống như câu chuyện là mình tham gia canh bạc, một cái cuộc chơi, một cái game, nói chung là một cái game, thì Rồi. hên thì ăn mà xui thì phải chịu thôi nếu mà muốn máu tham gia. Hiện nay như là nó đang bán giá của cái công ty này ở ngoài hình như đâu đó với giá khoảng 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 45 50.000 gì đấy, đúng đúng nè, Hơn 40 tí. chính xác 40 đến 45, đây em nói là 40 45.000 một cổ phần Bamboo Airways, với câu chuyện là mua trên sàn OTC, tìm được người bán Đúng rồi. thì mình mua lại. Giá ban đầu bắt đầu bán gọi là khởi thủy á, là hình như nó bán khoảng 30.000 gì đấy, Hai mấy thôi. 20 rồi, vậy thì tăng quá nhiều rồi, bởi vì em không theo dõi kỹ lắm. Rồi. Thì cái góc độ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, kể từ khi bắt đầu xúc tiến câu chuyện bán cổ phần đến nay thì nó cũng chưa đến 2 quý đâu, nó cũng mới 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 gần đây thôi. Thì rõ ràng là tốc độ tăng như vậy là chị nghe là chị hiểu, bởi vì chị tham gia bất động sản rồi, đúng không? Cũng tương đối rồi đúng
Rồi, ok. Vậy cái câu chuyện tổng quan tổng cả về con người, cả về ngành, cả về doanh nghiệp và cả về các cái vấn đề pháp lý liên quan đến câu chuyện mua bán về thanh khoản ấy, nó cũng tương tự giống như bất động sản thôi, chứ nó không thể là nhiều thanh khoản giống như là cổ phiếu đã lên sàn. Và đúng rồi. gần như những người Tức là mua đầu năm tháng 1 năm 2020 là nó lên sàn đúng không? đấy, tất cả mọi người, em đang nói tiếp câu chuyện đấy, tất cả mọi người đang kỳ vọng một câu chuyện nó lên sàn rồi nó sẽ làm giống như Farod, rồi nó sẽ kéo cổ phiếu lên, nào là kỳ vọng là 200-300 nghìn, thậm chí là ngang giá với Vietjet hiện nay đấy, là bao nhiêu tiền đấy. Thì gần như tất chúng ta là không nói những thứ em vừa nói, mà họ sẽ nói những thứ liên quan đến câu chuyện là ôi rồi Vietjet bây giờ là 142 nghìn, có thời điểm là lên tới tận 150 nghìn lận, ví dụ thế. Thì đương nhiên là Bamboo thì tốt hơn thì cũng sẽ lên thế. Đó là câu chuyện của một cái doanh nghiệp mới với một doanh nghiệp cũ, nó cũng hoàn toàn khác nhau. Với câu chuyện nữa là cái tiềm lực của Vietjet với lại tiềm lực của FLC, nó có cái tính gọi là phải có tính, nếu mà muốn so sánh thì chúng ta phải so sánh ở ba bốn góc độ như sau. Thứ nhất là về mặt thâm niên trong cái lĩnh vực thì đương nhiên Vietjet nó có thâm niên hơn. Thứ hai là về mặt tài chính thì đương nhiên Vietjet nó có cái tiềm lực tài chính khác hẳn. Tất nhiên nếu mà xét về tài chính về tổng thể thì ông Quyết ông cũng nhiều, nhưng mà đôi khi tài chính nó nằm ở trong bất động sản thì đâu có dùng để làm hàng không được, đúng không? Đúng rồi, đúng Thì, rồi. câu chuyện tiềm lực chung thì có thể là cũng không kém, nhưng mà tiềm lực riêng thì chắc chắn kém. Lý do đơn giản đó là không thể có sự tương đồng với lại Vietjet, hay là nó không không em không so với hàng không Việt Nam, bởi vì so hàng không Việt Nam thì đó là quá kịch ẩm, Đúng rồi. lịch sử của người ta đã hàng năm 40-50 năm thì không 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 so được. Và hơn thế nữa thì người ta đang phần lớn kỳ vọng trong cái thương vụ đầu tư này ở cái câu chuyện là vốn hóa thị trường. Tức là đang bảo là Vietjet hiện nay vốn hóa khoảng 74.000 tỷ, tương đương đâu đó khoảng tầm 4 tỷ đô. Thì đương nhiên là Bamboo Airways thì cũng khoảng 3-4 tỷ đô. Đó là cái câu chuyện mang tính kỳ vọng một cách giống như kiểu là có không Nói thành ảo có, tưởng đúng không? ảo tưởng với có Ảo không thành tưởng. có. Bản thân nếu À. như dân tài chính á, thì người ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn là anh có cái gì trong cái hãng hàng không của anh. Nhưng mà không phải là không làm được điều đó, bởi vì Farod ngày xưa là từ không đã cũng thành có được. Farod, anh À. chị nhớ Farod ngày nay thì nó còn chỉ có mấy nghìn thôi, công ty xây dựng FLC đấy, công tổng Rồi. công ty xây dựng FLC Farod đấy. Ngày xưa thì thời điểm nó niêm yết có 12 nghìn thôi, và đỉnh điểm của cổ phiếu này thì nó có thời điểm nó lên tới 170 mấy nghìn, Ở đấy là nó lao xe cửa tốt lắm, nó quảng cáo tốt. 170 mấy nghìn sau sau chia, và trước chia thì nó có thời điểm lên tới 200 mấy nghìn. Mà đúng thời điểm 200 mấy nghìn thì em đã có một cái video chửi chửi té tát, nhưng mà sau này em nghĩ là câu chuyện mà chỉ trích là điều không tốt. Nói chung là ai khôn thì tránh, nhưng mà ai dại thì chịu, chứ còn câu chuyện mà mình chả có đóng vai trò, mình cũng chả là cái gì để chỉ trích người ta cả. Nhưng ngày xưa em có từng đã chỉ trích một video rất lớn về câu chuyện lúc nó giá 230 nghìn. Thế cơ à? 230 nghìn là lúc mà em thấy nó quá ảo, nó quá vi diệu, bởi vì chỉ cái tưởng tượng đi, bây giờ giá 23 nghìn là vốn hóa thị trường là 15 ngàn tỷ rồi, bây giờ gấp khoảng đâu đó 10 lần hiện nay, tức là 150 ngàn tỷ. Một công Kinh ty khủng xây thật. dựng, một trong công ty xây dựng 150 nghìn tỷ là tương đương với bao nhiêu tỷ đô chị biết không? Kinh bảy tám tởm tỷ đấy. bảy tám tỷ đô. Chị bảo có cái khoái gì công ty xây dựng giống như là lớn nhất Việt Nam như là Cotecom chẳng hạn, nó còn vốn hóa nó còn chả đến thế nữa, là Pharos thì có cái gì mà lên tới 150 ngàn tỷ. Đúng rồi. Về Nói chung cơ là ông Văn Quyết là ông ấy làm một cái dịch vụ IPO, ông ấy lăng xê ghê lắm. ngay trong trong giới cờ bạc nó có một cái câu khá là thú vị, đó là cò giả mổ cò thật đấy. À đúng Cái đấy nó khá là thú vị đó. Đôi khi không cần biết cò thật chưa chắc đã mổ được cò giả, đôi khi cò giả nó đúng mổ được cò rồi. thật, đó là chuyện bình thường. Chuyện đấy thì em không bàn, bởi vì em không có thạo cái chuyện đó, bởi vì không có thâm niên trong cái việc là đánh bạc, nên là không có không không thạo vào miễn bàn. Ok rồi, bây giờ nếu như chị vẫn ưa thích ngành hàng không thì em vẫn có khuyến nghị với chị rằng là thực sự là nếu đầu tư giống như kiểu bất động sản 3 đến 5 năm thì hàng không Việt Nam là cái chỗ là điểm đến phù hợp hơn 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 hết. HVN, Vân Đài HVN Việt Nam. tổng công ty hàng không Việt Nam, đó là nơi rất là phù hợp. Giá thành 34.000, vốn hóa thị trường khoảng 48.000, giá trị sổ sách 13-14.000. Và về cơ bản thì tất nhiên thì người ta đang nghĩ theo cái hướng, tức là có những hãng mới thì cạnh tranh nên là hàng không Việt Nam bị giành mất thị phần. Nhưng mà nên nhớ một điều là có những con hào kinh tế không thể đụng tới được, làm được giống như hàng không Việt Nam là không thể làm Rồi. được. Và có những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện đó là dân ta có một cái suy nghĩ là cứ nào mở ra mới là thành thử ra là nó sẽ gọi là cạnh tranh. Thực ra cạnh tranh là điều đúng, cạnh tranh để dân mình có thể được đi những cái giá tốt hơn, dịch vụ tốt hơn. Tuy vậy thì có một cái câu nói rất kinh điển của dân buôn ở phố cổ Hà Nội, đó là buôn có bạn bán có phường.
càng đông thì càng vui, Đúng rồi. càng đông thì càng vui. Và những thằng kia đôi khi nó là thằng khai phá thị trường cho mình, sau đó nó làm không được, nó chết ngéo đi, thì đến lượt mình thu thu gặt. Ok, Đúng thì rồi. hàng không Việt Nam là một trong những thứ em có thể khẳng định với chị luôn luôn luôn, chứ không phải nói nhiều nữa, là chắc chắn không thể chết. Và đó là một trong những doanh nghiệp lĩnh vực hàng không tốt nhất Việt Nam hiện nay. So với thế giới thì em không dám so, nhưng so với Việt Nam thì nó luôn là tốt nhất. Tất cả những Thật cái, ra gì? dạ đúng rồi, các cái hãng thương, cái gọi là những cái chuyên gia, những cái business, những cái người làm doanh nghiệp, những người mà người ta cần thời gian hơn tiền, thì tất nhiên họ sẽ luôn luôn lựa chọn hàng không Việt Nam, không bao giờ lựa chọn những cái Này, khác. thời điểm này mua được vậy nhỉ? Thời điểm này thì với cái giá này thì không mềm nhưng mà cũng không không đắt. Lý do là với giá 34.400 thì thực ra em đã có nhiều lần tham gia lĩnh vực kinh doanh của tức là đầu tư cổ phiếu này và kiếm được lợi nhuận khá là nhiều từ năm 2017. Nhưng mà bọn em chỉ mua được ở giá 20 23 24 thôi. Nhưng mà Ôi là ngon. 23 24 nhưng mà có một thời điểm nó lên tới 50, thì thời điểm đó là thời điểm 2017, thì thực ra bất động sản cũng tăng, chứng khoán cũng tăng. Cái này là tăng đều, ai cũng có tiền, gọi là ông trời ban phát cho tất cả mọi người, thì cái câu chuyện đó cũng Gấp chả đôi đấy. dạ cũng 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 không giỏi giới gì cả. Nhưng mà cái giá của cái ngày 2017 với bây giờ 29, 2 năm rồi mà mỗi năm nó kiếm cho chị thêm khoảng tầm gần 2.500 tỷ lợi nhuận nữa. Doanh thu của nó thì tăng đều từ 2017 đến nay, là nó tăng từ 80.000 tỷ lên tới hơn 100.000 tỷ rồi. Thì đương nhiên là giá trị doanh nghiệp nó thay đổi, thì đương nhiên là cổ giá cổ phiếu nó phải thay đổi thôi, đó là điều đương nhiên, chị hiểu mà đúng không? Đúng rồi. Đấy Nhưng mà Thắng ơi, thế đợt này thì theo Thắng thì đầu tư cổ phiếu thì đầu tư con nào ngon nhất để chị ôm con hai con này? Vẫn là cái câu chuyện một video em vừa đăng gần đây nhất về câu chuyện của tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa. Thực ra các câu chuyện về nhận định về xu hướng của các chuyên gia thì em không có xem trọng, nhưng mà em xem trọng những cái kiến thức họ đưa cho mình. Bản thân mình Rồi. xem video của họ không phải vì là họ đánh giá xu hướng này kia, là họ khuyến nghị này kia, mình chẳng nghe cái khuyến nghị hay là khuyến nghị gì đấy của các vị ấy, mà mình nghe những cái thứ mà họ đã trải nghiệm cuộc đời họ mấy chục năm làm chuyên gia, thì đương nhiên kiến thức của họ là gọi là gần như là lớn như là quả núi, thì mình phải nghe. Và mình thấy được những thứ họ đánh giá rất là đúng, liên quan đến những cái việc liên quan đến gọi là tại cấu trúc ngành của Việt Nam, liên quan đến khuynh hướng phát triển của Việt Nam, và liên quan đến khả năng và các cái áp lực cạnh tranh của Việt Nam. Thì rõ ràng chúng ta hiện nay đến năm 2019 sang đầu 20 là chúng ta đã mở toang cánh cửa về hội nhập rồi. Nhưng ông nghĩ ông nói rất đúng, có một số ngành còn chưa hội nhập, ví dụ như viễn thông, ví dụ như hàng không, ví dụ như là bất động sản là chưa hội nhập. Còn lại thì tất cả các ngành khác đều hội nhập rồi. Chị thấy tất cả mọi thứ ngoài kia, chị buôn bán kinh doanh đều có của bọn nước ngoài đã tham gia. Và khi nước ngoài tham gia, họ có nhiều thâm niên kinh nghiệm hơn, thì thực ra cái cạnh tranh của Việt Nam mình là cực kỳ lớn, và đặc biệt những doanh nghiệp nhỏ yếu kém thì nói chung là chết sớm thì bớt đau khổ, chứ còn ở lâu thì cũng không đấu lại được. Nhưng những cái lĩnh vực ông nói, tức là hàng không này, viễn thông này, một chút liên quan Bất đến động sản. công nghệ thông tin, và chủ yếu là bất động sản, thì vẫn là chưa có cạnh Nhưng tranh. mà Bởi bất vì động sản là cũng bán ra người nước ngoài rồi đấy chứ. Nhưng cái thị phần nó nhỏ đấy chứ. cái việc mà cấp quota thì cái đó mình không tính, bán hàng cấp quota thì không bao giờ tính, bởi vì cấp hàng cấp cấp quota thực ra nó rất rất ít, đúng không? Nó chiếm không chưa tới 1%, thực ra là nó không phải mấy phần trăm thôi. Vì một dự án được cấp quota bao nhiêu cho người nước ngoài, chuyện đó là chuyện chị biết, đúng không? Rồi. Đấy, thì câu chuyện đó mình sao mà tính được, thì cạnh tranh cái gì cho đó chẳng qua là gọi là giống như kiểu là có một cái kẽ hở pháp luật cho đó, để cho những doanh nghiệp nào họ dám làm, thì họ có khả năng năng lực họ làm, thì họ lách vào chỗ đó họ kiếm tí chỗ của cấp quota thế thôi, chứ còn nếu mà gọi là cạnh tranh thì phải mở bung cho nó mới cạnh tranh, mở cửa ra mới gọi là cạnh tranh chứ. Đúng rồi. Đấy, thì chưa mở cửa thì chưa cạnh tranh. Còn bất động sản thì chị mới nghĩ thiên về câu chuyện đầu tư thôi, nhưng bất động sản đâu chỉ là đầu tư. Bất động sản có thể là cho thuê, bất động sản có thể là kinh doanh mặt bằng, bất động sản có thể là cả về bất động sản để sử dụng để làm nông nghiệp nữa. Em lấy ví dụ như GTN vừa rồi Vinamilk nó mua lại cái một nông trường Mộc Châu đấy, thì người Nhật Bản họ rất thích những cái như thế. Đặc biệt Nhật Bản vào Việt Nam đầu tư rất bền vững, vì họ thích những cái nông trường lớn lớn để họ trồng trồng cái này trồng cái kia, hoặc là họ làm nông nghiệp, bởi vì đất nước họ Rồi. thì thiếu thốn về mặt đất nông nghiệp. Họ thấy Việt Đúng rồi. Nam mình có thể là cái mảnh vườn phía sau sân của nhà họ, thì họ sang họ làm. Thì bất động sản đâu chỉ là đầu tư ba cái bất động sản, xây nhà xây cửa, nhiều thứ lắm chị ơi, đúng không? Đúng. Đấy, đó là câu chuyện. Rồi nữa thì cái bất động sản về cái khai thác du lịch chứ, thực ra thì ông Nghĩa ông nói cũng không sai. Rất nhiều những chuyên gia người Hồng Kông, người Singapore họ đánh giá Việt Nam mình là một trong những đất nước giàu về tài nguyên, và tài nguyên bất động sản cũng cực giàu. Lý do là mình có mặt tiền bờ biển. Hôm bữa video em nói về Đúng mặt rồi, tiền bờ biển thì bờ biển. phải phải nói đúng là hướng biển,
Tức là mình có bất động sản hướng ra phía biển là rất nhiều, trải dài gần mấy nghìn km, đúng không? Đó, cái đó thì mắc gì phải bán rẻ cho nước ngoài. Mọi người cứ bảo giá bất động sản tăng cao này, ai mua? Người ta có nhu cầu bán cho dân đâu. Dân thì thôi chứ, nhà nào cũng có vài sào rồi thì lo mà làm nông nghiệp, với lại xây nhà, xây cửa trong đất, trong bên trong ấy, cho tránh gió bão. Chứ còn đã làm thương mại dịch vụ với lại làm du lịch thì phải để cho các doanh nghiệp có cái khả năng về 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 quản trị khách, người ta làm tốt. Quản trị khách người ta làm tốt thì người làm, nhưng mà chẳng lẽ không đẩy giá của cái vùng, cái những cái vùng đất gọi là đất mặt tiền biển như thế phải cao lên nếu mà muốn để cho nước ngoài họ thuê hoặc là họ 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 sở hữu để họ quản lý và quản trị để thúc đẩy phát triển về du lịch thì phải đẩy phải cao. phải đẩy giá họ cao chứ, mà cao mình mới thu ngân sách được về, mình mới có tiền trả nợ. Bởi thì chắc cái nợ mình không có gì là phê phán gì, chỉ trích cả, đó là cái kết quả của quá khứ. Cái câu chuyện đó là câu chuyện mình phải chấp nhận. Việt Nam mình hiện nay đang nợ thì bao nhiêu đấy, mình đứng vai trò là người điều hành thì cũng phải tìm cách giải quyết để trả nợ này kia, chứ chẳng lẽ bây giờ chị bảo Nhưng mà tháo. thấy ở video thì Thắng bảo là đầu 20 là mua vào được. Thì mua em vào thì lại được. em em lại cắt lời với những cái câu chuyện chia sẻ theo cái kiểu là gọi là mua vào được hay không mua vào được, bởi vì thực ra là nó chỉ là một nguồn tài liệu tham khảo mang tính là có giá trị thôi, chứ nó không thể là kết kết quả được, bởi vì kết quả phải là do thị trường nó trả trả về. Đấy, chị cũng đang bảo là bởi vì chị trao đổi với Thắng cái đấy là theo như chị á, là đầu 20 chưa ổn Thắng ạ. Bây À giờ thì mà đang thế này em cắt lời chị luôn, là vấn đề đến thế này. Thực ra là em sẽ giải quyết luôn cho vấn đề cho các anh các chị luôn, bởi vì chúng ta hoàn toàn có quyền được kỳ vọng cũng như là dự báo. Tuy vậy thì tất cả những quyết định của chúng ta đưa ra đều dựa trên cái căn cứ tức là kết quả thị trường trả về. Chúng ta không thể tự nhiên mà bảo là nghe một cái dự báo sau đấy chúng ta cứ đắp chăn trùm kín mền, sau đấy ngủ, sau đấy chờ đến cái ngày đấy ra mua. Đâu được, chúng ta phải mở mền ra và nhìn xem thị trường nó đang diễn biến thế nào. Nên nhiều người sẽ bảo mẹ thằng cha này ba trận, có hôm thì nói này, hôm nói kia. Không, những video trước đó, đó là câu chuyện của ngày hôm đó, dự báo của ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay rồi thị trường nó trả về kết quả khác, em phải đưa ra kết quả khác chứ, chẳng ngay em có phải là thánh đâu mà em bắt thị trường là mày phải làm theo ý ý tao của video cách đây một năm trước. Đâu được, đúng không? Đó là cái câu chuyện rất rất dễ hiểu, nhưng mà nhiều người thì cứ cho rằng là ông này ông có thay đổi. Tại mình phải theo thị trường, nhưng thị trường theo mình đâu. Đúng rồi, Và thực sự nhưng là mà đấy mình đấy chỉ là cái cần câu chuyện là Thắng đánh giá thế, nhưng mà với chị thì chị đánh giá là giữa năm 2020 là chưa chưa có một cái gì khởi sắc cả, mà còn phải đi xuống nữa. Chị nghĩ là phải hết năm 2020 nó mới đi xuống nữa. em đi vào các vấn đề lý thuyết của em đưa ra, chứ em không đưa vào cái câu chuyện dự báo. Tất cả những lý thuyết của em đưa ra chị đã nghe rồi, đúng không? Về về dòng tiền, về các thứ này kia. Thêm một vài ý quan trọng khác, đó là về cơ bản bất động sản. Cái video gần đây nhất em nói thì nó liên quan thiên đến tất cả các chu kỳ đều liên quan đến chính sách, đúng không? Đúng Video gần rồi, đây nhất chính em sách, nói tất cả chính các sách. gì đều liên quan đến chính sách. Thì câu chuyện chính sách ra khi nào thì nó thay đổi gọi là thế cục khi đó. Em Nhưng đưa mà dự 20% tăng giá đất như thế thì giá đất có tăng không Thắng ơi? cái đó Có mới chỉ tăng là một không? chính sách nhỏ thôi, cái đó thì em sẽ bàn sau, bởi vì em nó nếu đi vào sâu vào cái câu chuyện đó thì cái buổi nói chuyện của em với chị sẽ kéo dài quá. Nhưng mà cái câu Ok. chuyện đó nó chỉ là một góc nhỏ, nhưng góc quan trọng lớn hơn nó là câu chuyện những cái chính sách lớn liên quan đến luật đất đai. Đó là cái câu chuyện nó Vâng. ra khi nào nó thay đổi là nó sẽ thay đổi cái thế cục khi đó. Nhưng cái câu chuyện là Vâng. em dự báo, nhưng em phải có những cái trên những cái căn cứ là mình có thể gọi là bồi thêm cái nền móng, tức là không làm thế không được. Lý do là bởi vì sao? Vâng. Bởi vì kinh nghiệm trước đó cho thấy nếu như mà để cho thị trường như bất động sản mà có vấn đề thì thằng chết trước là thằng nào? Vâng nào. Đúng rồi. Và câu chuyện chính phủ mình muốn hay không muốn, cái câu chuyện đó là lại bắt đầu đi quay lại đi đi xử lý các vấn đề. Trong khi đó thì có dấu hiệu của câu chuyện lạm phát đang gia tăng. Lý do là bởi vì giá thịt và các vấn đề liên quan giá hàng hóa nguyên vật liệu cơ bản nó đang tăng lại. Thì nếu như chúng ta Vâng. nếu mà không xử lý khéo léo trong cái câu chuyện tại sao họ tổ vấn đề ở chỗ họ tổ chức các buổi hội thảo, không phải là vấn đề họ đi 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 gọi là đi 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 lùa gà giống nhiều người vẫn nói. Họ tổ chức hội thảo là bởi vì họ muốn cầm giữ thị trường, không muốn nó tăng nóng nhưng cũng không muốn nó giảm xuống, Ổn định. đúng. Và điều thứ ba nữa là họ vẫn đang, thực ra nhiều người ít để ý thôi, họ đang tìm những cái nguồn vốn mang tính chất chung và dài hạn hơn, thay vì các doanh nghiệp bất động sản lớn họ phải vay trực tiếp ngân hàng thì họ phát hành trái phiếu bất động sản. Thực ra trái phiếu bất động sản trong năm vừa qua chúng ta phát hành được rất nhiều, và đó là nguồn vốn rất là ổn định và bền vững, bởi vì trái phiếu nó có tính dài hạn. Nhưng mà trái phiếu chỉ
Câu chuyện trái phiếu rủi ro hoàn toàn nó cũng không, em không nói câu chuyện chơi, em đang nói câu chuyện để tạo nền cho bất động sản và buộc họ buộc, tức là được cái tác động của các cái dự báo cũng như là những cái việc mà cái hành lang pháp lý họ phải hoàn thiện. Là bởi vì sao? Bởi vì cái trái phiếu nó còn rủi ro hơn cả việc vay ngân hàng. Thực ra tất nhiên là nó cũng ngang ngang nhau thôi. Trái phiếu thì nó liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp bất động sản luôn. Nếu như có vấn đề về rủi ro trái phiếu thì doanh nghiệp bất động sản chết ngay. Còn ngân hàng thì là nó kéo cả ngân hàng vào đó nữa. Thì ở đây có hai ý thứ nhất, tức là cái trái phiếu thì nó bóc ra để cho ngân hàng nó không bị cái rủi ro hệ thống. Thì thằng nào mà gọi là làm trái phiếu mà gọi là quản trị kinh doanh bất động sản kém thì thôi chết luôn, thì cho mày chết luôn đi. Tức là ý nó nói là mày làm trái phiếu mà mày bị fail hoặc là mày chết luôn, giống như một doanh nghiệp XC chẳng hạn phát hành trái phiếu sau đấy làm không được bất động sản thì những người mà nợ trái phiếu nó lại đè nặng lên đầu nữa thì chết luôn. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến ngân hàng, bởi vì ngày xưa nếu vay ngân hàng thì sẽ kéo ngân hàng vào. Còn bây giờ không có ngân hàng nữa thì cái doanh nghiệp đấy cho fail luôn đi, tức là hãy để cho nó chết luôn đi. Rồi những cái thằng mạnh thì nó sẽ tồn tại. Đó là câu chuyện của trái phiếu thứ nhất. Nhưng câu chuyện thứ hai là câu chuyện là chính vì cái câu chuyện đó nên các doanh nghiệp phát hành trái phiếu họ sẽ gọi là cẩn trọng hơn. Họ sẽ có những cái vấn đề gọi là trong cái chiến lược họ đi nó sẽ có cái tính tự quyết rõ nét hơn, không phụ thuộc vào ngân hàng. Bởi vì nói cho cùng anh ngân hàng thì cũng chẳng. Bởi vì là cách năm 2020 là cắt giảm cho vay bất động sản xuống còn có 40%. Thực ra thì cái đó lại một cái phạm trù khác nữa. Thực ra với 2020 chưa ảnh hưởng nhiều lắm với cái thông tư 22. 21, 22, 23, tức là nó là lộ trình của 5 năm. Câu chuyện đó là câu chuyện tốt, không phải xấu. Câu chuyện việc cắt giảm và kiểm soát ngành ngân hàng là điều cực kỳ tốt. Bởi vì rủi ro nền kinh tế bắt nguồn từ ngành ngân hàng. Khi mà nền kinh tế được kiểm soát chặt chẽ ở góc độ rủi ro ngành ngân hàng thì em thấy rằng là đó là cái tín hiệu tích cực cho nền kinh tế mang tính chất chung và dài hạn. Tăng trưởng mọi thứ nó có thể chậm hơn nhưng nó bền vững hơn rất là nhiều. Và câu chuyện đó là câu chuyện đáng làm, nên làm. Đặc biệt là những doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng là một trong những doanh nghiệp nó có tính nhà nước rất là cao. Tốt nhất đó là ngoài những việc tốt nên làm, còn những việc mà gọi là nửa tốt nửa xấu tốt nhất đừng làm. Đó là cái điều đó là cái điều mà nên, và thậm chí là không cần làm gì cả, tự nó cũng phát triển à, chứ đừng có can thiệp quá mức vào những cái vấn đề ABC mà lại có gọi là đánh cược rủi ro bằng mọi giá để phải tăng trưởng là điều nên. Ngân hàng là điều là nên như thế, nên kiểm soát là đúng. Kiểm soát ngành vốn vào chứng khoán, vốn vào bất động sản, vốn vào những kênh đầu tư rủi ro là đúng. Còn lại thì phải mở ra những cái sản phẩm như là trái phiếu. Bởi vì trên thế giới nó là cái quy luật tất yếu của thế giới là cái trái phiếu là một cái nguồn vốn chung và dài hạn phát triển rất là rầm rộ và mạnh mẽ trong các thị trường phát triển trên thế giới. Trái phiếu doanh nghiệp ấy. Thì doanh nghiệp thì đương nhiên thì nó sẽ chia sẻ rủi ro về cho các nhà đầu tư trái phiếu, bởi vì những người đầu tư được trái phiếu là những người có tiền. Họ cũng phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Còn trong trường hợp họ không cân nhắc kỹ lưỡng thì họ bị dính phốt là phải chịu thôi. Còn nó sẽ không xẻ rủi ro ra cho nhỏ. Bởi thực ra vốn chạy qua ngân hàng bán ngã là chia sẻ rủi ro cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Là bởi vì sao? Bởi vì những người mà đi gửi tiền là những nhà đầu tư nhỏ lẻ chứ gì. Bản thân ngân hàng có tiền quái gì đâu. Toàn là lấy mấy trăm nghìn tỷ, mấy vài triệu tỷ từ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tức là những người gửi tiền thì không thể xẻ rủi ro của một cái thằng làm kém cho nhà đầu tư nhỏ lẻ nữa. Mà dùng trái phiếu là gì? Trái phiếu là ví dụ như chị chẳng hạn có vài tỷ hoặc vài chục tỷ hoặc vài trăm tỷ chị đầu tư trái phiếu thì chị phải cân nhắc. Còn chị cân nhắc không tới, chị chết hay là chị gặp phốt thì đó là chuyện riêng của chị. Đúng không? Đấy, đó là câu chuyện rất hay, là khá là thú vị. Còn quay lại câu chuyện bất động sản thì chính vì nó có xẻ rủi ro như vậy nên cái câu chuyện em chửi ngành ngân hàng một tí, bởi vì cái này thực ra không phải là ngành ngân hàng Việt Nam mà cả thế giới cũng vậy. Ngân hàng là một trong những ngân hàng mà trời nắng thì cho mượn ô mà trời mưa thì nó sẽ thu ô về. Nên câu chuyện mà đúng mà, trời mưa nó thu ô về, khi mà có rủi ro là nó thu cái ô về. Đúng không? Mưa là rủi ro mà. Đấy. Nên cái câu chuyện mà khi mà cái nguồn vốn cho một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, nguồn vốn cần rất lớn, không thông qua nhiều của ngân hàng nữa là điều rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì tránh cái rủi ro khi trời mưa bị nó lôi về. Doanh nghiệp bất động sản chết hay có gặp vấn đề hoặc là suy giảm hoặc là phải bán tống bán tháo là chủ yếu là do cái anh ngân hàng anh trời mưa mà anh đòi ô về thôi. Đúng rồi. Đấy, mấy ông chạy anh trai chị doanh nghiệp chết ở cái tội rồi đấy. Tất nhiên ai người ta nói chuyện đó, chỉ có em nói thì chứ thằng Hâm Hâm này nó nói thì chứ còn cái chuyện đó nói ngành ngân hàng nó chủ cho mình chết luôn chứ, đúng không? Đó là câu chuyện thứ ba, nên dẫn đến câu chuyện đó là cả về kinh nghiệm thực tế, cả về các cái yếu tố về kinh tế, và đặc biệt có một yếu tố nháy đó là tài nguyên của chúng ta hiện nay chủ yếu là đất. Đất thì có một cái điều là tài nguyên này là tài nguyên không bán đất được, nên dẫn đến câu chuyện khai thác nguồn tài nguyên này khéo léo và hiệu quả, kéo người nước ngoài vào, đó là điều phải làm, nên làm và bắt buộc phải làm. Tức là gọi là nó là điều tốt. Em lấy ví dụ như dầu bán đi thì đương nhiên là không còn nữa, nó muốn mua mất rồi còn đâu nữa. Nước ngoài như Singapore là nó cũng bán cho
người nước ngoài đấy chứ. Thực ra về bản chất bán hay cho thuê hay là giữa quyền sở hữu và sử dụng thì đất chỉ là sử dụng chứ không thể sở hữu được, khó có thể sở hữu được lắm. Bởi vì sao? Đâu có phải là bán đất theo thúng đâu. Đâu có phải đào đất lên bỏ vào thúng thì bảo một thúng 2.000 bán được đâu, đúng không? Câu chuyện đất nó không giống như dầu hút lên bán đi thì thôi, khoáng sản vàng bạc kim cương đá quý hay là gỗ hay là ví dụ như là thú rừng hay là những cái vấn đề mà bán đứt bán mất, thậm chí và nó vẫn ở đấy, thậm chí cả con người là nguồn tài nguyên về mặt nhân lực cũng có thể bán đứt được. Buôn bán người đôi khi là không phải, nhưng mà buôn bán trí tuệ và chất xám cũng là mất. Ví dụ người mà có trí tuệ mà người ta đi nước ngoài là mất, nhưng mà đất thì sẽ không mất, đất sẽ không mất được. Bọn mày có sở hữu, nhưng ngay cả đến cái sở hữu sổ đỏ hiện nay của chị á, nếu như cần thiết an ninh quốc phòng thì chị vẫn có thể bị thu, đúng không? Vậy thì người nước ngoài đương nhiên là cũng giống người Việt Nam thôi. Nếu như mày coi là mày được cấp sổ đỏ giống người Việt Nam đi, nhưng mà tao làm an ninh quốc phòng, tao thu của mày đấy. Bây giờ tao là cần cái bờ biển để tao làm an ninh quốc phòng, bởi vì phục vụ cái mục đích gọi là bảo toàn an ninh quốc gia, bảo toàn về lãnh thổ. Tao cần phải xây mấy cái bệ phóng tên lửa để bảo vệ biển. Chúng mày biến chỗ khác cho tao làm an ninh quốc phòng, lúc vẫn được mà, đúng không? Vẫn được, đúng không? Nhưng mà hiện nay thì chưa có chuyện đó, nhưng mà ý là bây giờ đang là thời kỳ làm kinh tế thì đương nhiên cứ để cho nó sở hữu thôi, vấn đề chó chứ đâu, không có đề gì. Người ta cứ bảo mất đất mất nhà mất sao được, đúng không? Nó có đem về được đâu, làm sao nó đào đất đem về được, thì không bao giờ đào được. Nói rồi yên tâm là như thế, chẳng qua là cái hệ thống quản lý của mình quản được có được hay không thôi, đúng không? Thì cái đó là những thứ mà em thấy là nên làm thế chứ mắc gì mà. Còn cái chuyện mắc quá người dân không mua thì đừng có mua. Thì mua cái chỗ nào rẻ, ví dụ như là bây giờ ở em lấy ví dụ nha, ví dụ ở Bình Dương làm khu công nghiệp dệt may, nếu mà thầy cảm thấy khó sống quá, không có thể tậu được đất, được nhà, thì ok cứ làm đi, sau đấy lương tháng 10 triệu, 15 triệu tăng ca, cầm cái tiền đấy về quê mà mua đất, mà sở hữu. Bởi bây giờ dần dần các doanh nghiệp dệt may họ cũng đem các cái xí nghiệp dệt may về đến tận nhà đấy, sau đấy có một ít vốn rồi về nhà làm cái nhà ngon, rồi sau đấy đi làm công ty dệt may cho người ta ở quê nhà mình ấy. Nó có phải là phân tán nguồn nguồn lực tốt không? Mắc gì mà phải mua cho đàng hoàng được đất Bình Dương, đất Thành phố Hồ Chí Minh làm gì? Thì ở nhà thì có 100 triệu, hơn 100 triệu xào thì cứ thế về nhà mà mua, mà ở xây nhà to cửa rộng, ở hít thở không khí trong lành, sau đấy đi vào mấy cái. Ủa thì bởi vì xã hội nó phân chia công việc và phân chia giai cấp mà, thì giai cấp nào thì đi với giai cấp đó, chứ còn cái câu chuyện người ta làm thì người ta vẫn phải làm, vì xã hội có thế mới tiến lên, thì chứ lại cứ bảo là 1, 2, 3 đi lùi đi. Và đặc biệt là em cực kỳ chúa ghét ba cái tổ chức kiểu như là UNESCO với lại tổ chức cái gì Liên Hợp Quốc gì đấy mà công nhận danh lam thắng cảnh với công nhận là gọi là di tích lịch sử văn hóa. Em nói thật là cái đó là cái tào lao nhất, bởi vì em thấy cha Mỹ nó chả được công nhận cái gì cả. Một đất nước phát triển nó chả bao giờ được công nhận, mà những cái nước nghèo lại hay được công nhận, là bởi vì nó bảo này, phố cổ Hà Nội là chỗ mà chúng mày đừng có phát triển hết, cứ để chỗ cổ vậy đi, cho chúng mày nghèo chết cụ chúng mày đi. Em nhìn phố cổ Hà Nội, những cái ngôi nhà hàng trăm tỷ, đất hàng trăm tỷ, hàng mấy chục tỷ mà nhìn cứ lụp sụp như là cái lều nhà cao ấy. Xét ở một khía cạnh nào đó, thì những nước phát triển với lại những nước kém phát triển thì nó giống như người giàu với người nghèo ạ. Người giàu nó luôn luôn muốn người nghèo nghèo để mà phục vụ nó, chứ chẳng bao giờ nó bày cho mình cách để mà giàu. Đôi khi mình có muốn phá phố cổ đi hay là ý cái câu chuyện này nói chuyện nháy nháy, thậm chí mình lại bảo liên quan đến bảo tồn văn hóa thì người ta nó lại phê bình mình. Nhưng mà ý trong nháy nháy là nếu như bảo phá đi mà phát triển cho nó hoành tráng, cho đất nước nó giàu đẹp hơn, thì lại bảo ơi cái đấy là bảo tồn văn hóa các ông, người phá đi. Thế thì đó là có cách, đó là phải có một cái cách gián tiếp là nó xúi mày, xúi cho mình, bảo mày cứ nghèo mãi đi rồi làm để phục vụ tao. Nước phải phát triển. Đúng rồi, những khu đất vàng, những nơi mà gọi là nó thì phải thay ra đổi thịt, phải thúc đẩy kinh tế, phải tạo ra công ăn việc làm thì nó mới phát triển được. Phải có những cái đầu tàu, thậm chí là rất rủi ro, thậm chí là nó như là Vin, như là những cái người mà đi đầu thì họ có thể sống, họ có thể chết, có thể thành công, có thể thất bại. Nhưng không có người đi đầu thì làm sao đi đất nước có thể đi lên được. Tất cả đều cao bằng, thế là anh nào cũng dàn hàng ngang ra đi thì làm sao mà sao phát triển được. Nhưng mà theo thằng nha, cho chị một lời khuyên, ngày Tết Noel thắng cho chị 1, 2 con gọi là thắng tâm đắc nhất để chị đầu tư vào cổ phiếu để xem mà may mắn như nào. Em không khuyến nghị ngắn hạn, em không đưa ra lời khuyên cho ngắn hạn, và em cũng không đúng có. Chị không đầu tư ngắn hạn đâu, chị đầu tư dài hạn 3 năm. 2-3 năm trở lên chứ không đầu tư chốc lát đâu. Ngành hàng không phát triển thì hạ tầng hàng không buộc phát triển.
hạ hàng không có thể cạnh tranh nhưng hạ tầng hàng không không có cạnh tranh, không có cạnh tranh, hiện nay đang là độc quyền, và đó là điểm đến khá khá là tốt nếu như đầu tư từ 3 tới 5 năm. Đó là tổng tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV hiện nay đang quản lý khoảng tầm 3-40 cái sân bay đó. Bảy mươi lăm nghìn không ca à, cái không hề thấp nhưng mà cũng chẳng cao, bởi vì thời điểm cao điểm nhất của nó lên tới 115 nghìn, hiện nay còn có 75 nghìn, tức là còn một nửa. Kể từ ngày 11 tháng 12 đến nay thì ngày nào nó cũng tăng đều đặn. 75 nghìn thì theo em thì cũng không rẻ nhưng mà cũng không đắt, lý do là bởi vì nó còn rất nhiều những cái kỳ vọng, cộng với câu chuyện đó là nó là gần như hiện nay nó đang là độc quyền. Không có cạnh tranh đúng rồi, cảng hàng không là bãi bến bãi đấy đúng không? Bến bãi làm sao cạnh tranh, nó còn liên quan đến an ninh quốc phòng nữa, chẳng thằng nào thay thế, nó gần như được giao luôn, mà có khi với vớ vẩn sân bay quốc tế Long Thành với lại nhà ga T4 của Nội Bài do nó làm luôn. Thì xưa nay là nó đều làm, mà tất cả các cảng hàng không trong cả nước đều nó quản lý và nó làm, nó phát triển chưa, từ hàng không Thọ Xuân, hàng không Đà Nẵng, hàng không với Phú Quốc, rồi nhà ga T2, T3 mới mở thêm đó, thì sắp tới có cả T4 rồi đó. Rồi Cảng hàng không cái mã của nó là cái gì nhỉ? Em nói lại chị nghe nhỉ? ACV, A cờ vờ, AGV à? A cờ vờ, tổng công ty cảng hàng không Việt Nam á. AGV đúng không? Rồi, để chị lưu vào. Thế thôi, nó là cái ngành mà đi đi đúng vào những cái gọi là yêu mến của chị đấy, đang kỳ vọng ngành ngành du lịch, đang kỳ vọng vào ngành phát triển về ngành vận tải, thì đương nhiên là cái thằng mà đi làm hạ tầng cho cái thằng đó thì đương nhiên là phải phát triển rồi, mà lại không có hại cạnh tranh nữa thì nó là cái điều tốt. Nếu mua được giá 60 thì quá đẹp, nhưng mà em cũng không biết được khi nào nó có giá 60, cái này hên xui. Còn nếu mà thực sự là có một thời điểm gần đây, rất gần đây nó có về đến giá 70, 69. Nhưng mà cái đợt đó là do là nhà nước mình là công bố cái vụ mà cái gì á, nó gọi là công bố là muốn mua lại á, mua lại các cái cổ phần đã bán ra bên ngoài để mà độc quyền hơn, tức là chủ động trong cái việc quyết định để làm sân bay các thứ cho tiện á. Không phải, tức là gọi là ngày xưa thì là công ty nhà nước cổ phần hóa rồi, bây giờ lại muốn là chuyển lại thành nhà nước để cho làm nó dễ, nhưng mà thực ra theo em thì cứ phải để cổ phần làm cái gì nó mới công khai minh bạch được. Mới cả nó mới phát triển được, có được Đúng cổ phần rồi, nó mới phát triển hiện được. nay Bộ Giao thông Vận tải vẫn nắm nó 95,4%, còn lại thì cổ đông bên ngoài thì nắm có khoảng 6%, chưa đến 6% rồi. Thế thì không lãng bao nhiêu. Em có thể em có ghi âm cái buổi nói chuyện, em có thể phát cái buổi ghi âm nói chuyện được không? Ok, em kết thúc câu chuyện với chị ở đây nhá. Rồi ok, Xin chào chị. rồi chào em nhé, rồi ok.